cầu nguyện đã xong, kính thỉnh cho quý vị đồng an toàn. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, hội nhập chính là xu thế của thời đại hiện nay. Do như vậy, để thực hiện sứ mạng cứu độ kỳ ba của Đức Thượng Đế, thì Tôn giáo Cao Đài không thể đứng ngoài xu thế của hội nhập, nghĩa là phải bước vào con đường hội nhập của thời đại. Và chúng ta cũng đã khẳng định khả năng hội nhập của đạo Cao Đài. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là người tín hữu Cao Đài phải có những ý thức gì để bước vào con đường đồng hành và hội nhập này? Trân trọng kính mời chư quý vị hãy cùng lắng nghe phần trình bày của đạo tỷ Hồng Phúc, quyền văn hóa vụ trưởng cơ quan phổ thông giáo lý Đại Đạo với đề tài Con đường hội nhập của người tín hữu Cao Đài. Và sau đây trân trọng kính mời đạo tỷ Hồng Phúc đến diễn đàn. Nam mô xin trân trọng kính chào toàn thể chư quý vị. Kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ, quý đạo tăng, nhằm cứu độ cho nhân loại thoát khỏi cái cơ sàn sải của thế quân tịnh diệt, thì Đức Thượng Đế đã lâm phàm khai mở đại đạo tâm kỳ phổ độ, như là rút lên một cái hồi chuông để thức tỉnh con người tìm cái nẻo tu hành. Và một nền đạo mới mang tên Cao Đài đã được khai sinh trên đất nước Việt Nam trong cái bối cảnh rực sáng của nền văn minh vật chất nhân loại. Và sự ra đời của Tôn giáo Cao Đài nó có một cái ý nghĩa quan trọng của một thực thể đạo cứu thế, có khả năng quyết định cái lẽ tồn vong của số phận nhân loại trong cái buổi cuối cùng của chu kỳ vũ trụ. Nhưng không phải Tôn giáo Cao Đài sẽ mang đến một cái phép lạ mang cái tính thần quyền, đương nhiên cứu vớt con người ra khỏi cái cơn kiếp nạn của buổi hạ quân. Bởi vì chúng ta biết rằng con người là một chủ thể tự do và độc lập, phải tự cứu mình bằng con đường giác ngộ bản thân, phục hồi chân tánh, tìm nẻo quy nguyên đúng theo cái cơ vận hành của trời đất. Nói như vậy không có nghĩa là Tôn giáo Cao Đài dạy con người phải rời bỏ cái cuộc sống trần gian vật chất để tìm nơi tu luyện. Ngược lại thì chúng ta thấy Đức Thượng Đế mở đạo Cao Đài dạy con người cái phương tu vừa xuất thế vừa nhập thế trên cái tinh thần dung hòa vạn giáo qua cái tôn chỉ tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất, không chỉ nhằm con người hướng con người đến cái sự giải thoát tâm linh mà còn song song hướng đến xây dựng một cái nền văn minh đạo đức phù hợp với mọi cá tính nhân loại để kiến tạo một cái xã hội đại đồng, trong đó vẫn bảo tồn những cái bản sắc riêng của từng dân tộc nhưng không còn tồn tại cái sự kỳ thị, mâu thuẫn, phân chia do bởi những dị biệt. Điều đó có nghĩa là mỗi người đều được sống với cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, lại vừa được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác, đồng thời phát huy cái điểm đạo tự hữu mà trời đã phú bẩm cho mỗi cá nhân để hòa nhịp vào cái dòng tiến hóa của vũ trụ, bước ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử buộc ràng bởi cái luật nhân quả triền miên. Và trong cái ý nghĩa đó thì người tín hữu Cao Đài không đọc thiện kỳ thân trên đường quay về bến giác, mà phải hòa mình vào cái dòng chảy của kiếp nhân sinh. Vì theo giáo lý Cao Đài thì con người là một cái bộ phận không thể tách rời khỏi cái guồng máy vận hành của vũ trụ, do bởi chúng ta biết rằng con người là tiểu thiên địa có vị thế cao trọng, làm chủ muôn loài, được thay trời cai quản cái loại cái cõi hữu giới, và chỉ hoàn thành cái sứ mạng của mình là khi nào đã quay về được cái nơi đã ra đi từ khởi thể. Như vậy thì chúng ta thấy con người nói chung, người tín đồ Cao Đài nói riêng, muốn bảo tồn cái cuộc sống thế gian thì phải hội nhập với đời, hội nhập với người và hội nhập cả với trời. Và tuy rằng hai cái chữ hội nhập nó mang cái tính thời đại, nó không có xuất hiện trong cái thánh ngôn thánh giáo Cao Đài, nhưng chúng ta thấy cái dấu ấn hội nhập đã bàn bạc xuyên suốt toàn bộ giáo lý Cao Đài như một con đường mà người tín hữu Cao Đài phải theo để đạt đến cái cứu cánh của đại đạo tâm kỳ phổ độ là thế đạo đại đồng và thiên đạo giải thoát.
Như vậy chúng ta hiểu thế nào là hội nhập? Hội nhập là một cái khái niệm mang cái tính thời thượng. Nó xuất phát từ cái thuật ngữ hội nhập quốc tế. Nó có nguồn gốc dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng Anh là integration và tiếng Pháp là integration international. Đây là một khái niệm được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực chính trị học quốc tế và kinh tế quốc tế. Và cái thuật ngữ này đó, nó ra đời từ khoảng giữa thế kỷ trước ở châu Âu, trong cái bối cảnh của những người theo cái trường phái thể chế chủ trương thúc đẩy cái sự hợp tác và liên kết các cựu thù, tức là Đức và Pháp, để nhằm tránh cái nguy cơ tái diễn chiến tranh thế giới thông qua việc xây dựng cộng đồng châu Âu. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong hầu hết từ điển Việt Nam hiện nay đều không có từ hội nhập. Ngay cả trong các từ điển tiếng Anh thì cái chữ integration cũng có những cái định nghĩa tương đối là không giống nhau. Do bởi cho đến nay thì vẫn còn nhiều cái cách hiểu khác nhau về các khái niệm hội nhập quốc tế. Theo các nhà nghiên cứu ở Việt Nam thì thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế nó bắt đầu được sử dụng từ khoảng giữa thập niên 1990 cùng với cái quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia cái khu vực mậu dịch tự do ASEAN gọi tắt là AFTA và các thể chế kinh tế quốc tế khác. Và những năm gần đây thì cũng từ hội nhập quốc tế mà bây giờ thậm chí người ta nói ngắn gọn là hội nhập đã được sử dụng ngày càng phổ biến hơn và hàm nghĩa rộng hơn. Hội nhập kinh tế quốc tế là cái quá trình mà các nước tiến hành các hoạt động tăng cường sự gắn kết nhau dựa trên cái sự chia sẻ về cái lợi ích, về cái mục tiêu, về giá trị, nguồn lực và thậm chí là quyền lực, và tuân thủ các luật chơi chung trong cái khuôn khổ của các định chế hoặc là các tổ chức quốc tế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hội nhập quốc tế không chỉ là cái sự hợp tác thông thường giữa các quốc gia, mà nó đòi hỏi cái sự chia sẻ và nó có tính kỷ luật cao của các chủ thể tham gia. Hội nhập quốc tế có thể diễn ra trên từng lĩnh vực đời sống xã hội, như là kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục v.v. Đặc biệt trong đó thì chúng ta thấy ngày nay cái sự hội nhập về văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cái chỗ mà thực nó làm cho gắn kết với các nước với nhau bằng cái chất keo bền vững hơn cả. Vì đó là cái quá trình mà mở cửa trao đổi văn hóa với các nước khác, chia sẻ các giá trị văn hóa, tinh thần của thế giới và tiếp thu các cái giá trị văn hóa, tiến bộ của thế giới để bổ sung làm giàu cho các nền văn hóa, các dân tộc. Do đó, hội nhập quốc tế là một cái xu thế tất yếu của thế giới ngày nay. Không có thể có một cái quốc gia nào mà phát triển trong cái sự biệt lập với thế giới bên ngoài. Mà ngược lại, chúng ta thấy nó phải có cái sự tùy thuộc lẫn nhau. Và cái sự tùy thuộc lẫn nhau đó ngày còn càng có cái chiều hướng gia tăng và nó tác động trực tiếp đến từng quốc gia, từng khu vực và toàn cả thế giới. Thì qua cái lịch sử đã và thời gian hình thành nên cái khái niệm hội nhập quốc tế mà ngày nay đã phổ biến với hai từ hội nhập, thì chúng ta thấy rằng Đức Thượng Đế khai mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay là tôn giáo Cao Đài từ năm Bính Dần 1926, cách đây 87 năm, tức là vào cái thời điểm mà cái khái niệm hội nhập nó chưa hình thành trên thế giới. Thì xuyên suốt từ đó đến nay, Thánh giáo Cao Đài cũng không dùng cái từ ngữ hội nhập. Nhưng mà xét về cách hiểu của hai từ này thì chúng ta thấy rằng cái khái niệm hội nhập đã bàn bạc xuyên suốt toàn bộ giáo lý Cao Đài. Như vậy thì đối với người Cao Đài có thể hiểu một cách đơn giản: hội là gặp gỡ, nhập là vào. Trước hết, hội nhập là cùng bước vào để gặp gỡ nhau, để thông cảm nhau, để nhận ra cái mối dây liên hệ có cùng một cái bản thể là tình thương. Nó khởi phát từ đức háo sanh của tạo hóa để mà quên đi những cái dị biệt, xua tan những cái hận thù, kỳ thị để mà cùng chung tay tạo dựng một cái thế nhân hòa theo cái phương thức mà Thiên Liên đã chỉ dạy, ứng hóa theo lòng chúng sanh trên nền tảng nhân bản, an lạc và tiến bộ. Nhưng chúng ta thấy rằng để hội nhập được với người thì mỗi cá nhân phải hội nhập
được ngay cả với chính mình. Hay nói một cách chính xác là mình phải hội nhập được với cái chân ngã, cái chân tâm của mình, là cái phần thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người, để không còn tồn tại một cái sự chấp ngã riêng tư, cái sự ích kỷ, đồng thời tạo nên cái tiền đề để cho chúng ta trở về hiệp nhất với trời. Như vậy thì mặc dù chúng ta cái danh từ hội nhập không được dùng trong thánh ngôn thánh giáo Cao Đài, nhưng mà như đã nói là cái ý nghĩa của cái chữ hội nhập nó đã xuyên suốt bàn bạc trong toàn bộ giáo lý Cao Đài, và nó có những cái đối tượng hội nhập khác nhau. Thứ nhất, có thể nói Cao Đài là một tôn giáo hội nhập. Thứ nhất là trước hết đó là hội nhập với các tôn giáo. Trước tiên thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần hội nhập tôn giáo của đạo Cao Đài đã được thể hiện qua lời thánh giáo. Đạo Cao Đài không phải thiết lập thêm một tôn giáo, mà là cố gắng sao cho các tôn giáo hiệp làm một, chẳng những tạo cho một tổ chức nơi mình một địa vị, mà làm cho tất cả các tổ chức thành một địa vị cao quý ở cõi đời này và nơi thiên quốc Niết Bàn. Trong cái ý nghĩa đó thì chúng ta thấy Đức Thượng Đế đã đặt để cho tôn giáo Cao Đài cái tôn chỉ tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất. Quy nguyên tức là trở về với cái gốc ban đầu. Gốc ban đầu đó là đại đạo. Phục nhất là trở về cái một, cũng chính là đại đạo. Tam giáo quy nguyên chính là cánh cửa mở ra để tôn giáo Cao Đài bước vào cái sự hội nhập các nền tôn giáo hiện hữu trên cái lý đồng nhất của đạo, là điểm xuất phát của dạng giáo, để làm sống lại cái chân truyền của các vị giáo tổ đã khai sáng, để làm đưa tôn giáo trở về cái vai trò ban đầu, cái vai trò khởi thị, là chiếc thuyền đưa khách vượt khỏi sông mê sang bờ giác, để xã hội tôn giáo không còn những trạng huống đau lòng mà chúng ta thấy vẫn còn tồn tại, là sự phân chia, là sự kỳ thị đã gớt cái mầm khổ đau, mà trái lại nó sẽ thay bằng cái ánh sáng cảm thông của lòng từ bi, của trí huệ chiếu rọi vào tâm linh con người, để cùng dẫn dắt con người tìm đến một cái sự giải thoát tâm linh. Và ngũ chi phục nhất là sự kết hợp năm cái nấc thang tu tiến nhằm giúp cho con người tu hành xóa bỏ đi cái thành kiến phân biệt thấp cao giữa các nền tôn giáo. Bởi vì mỗi tôn giáo đều có năm cấp bậc tu tiến, từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo đến Phật đạo. Do vậy, cho dù ở cái tôn giáo nào thì nếu như người tín đồ thực hiện trọn vẹn được cái đường lối giáo hóa của tôn giáo đó đối với chính bản thân mình cũng như là đối với tha nhân, thì kết quả cũng sẽ đạt được như nhau. Và trên cái tinh thần đó thì chúng ta thấy Thánh giáo Cao Đài đã xác nhận đạo trời dĩ định, nên đại đạo phổ khai rộng mở, tất cả giảng pháp đều đem ra truyền dạy tùy cái căn cơ sâu cạn của môn đệ hưởng ứng theo trình độ. Bởi thế mới lắm lúc giải qua cơ siêu thoát tu tịnh, lắm lòng kềm tâm định tánh, khử trược lưu thanh, gom thần luyện kỹ, tu đơn cho mỗi môn đệ hiểu tường, rồi tùy căn cơ mà thi hành đạo pháp. Và chúng ta biết rằng thời tâm kỳ phổ độ là cái thời kỳ quá độ để chuyển từ hạ nguyên sang thượng nguyên, cho nên đòi hỏi con người phải thực hiện cùng một lúc năm cái bậc học trên đường tu tiến, không như trước đây là phải đi từng giai đoạn, mà ở trong tâm kỳ phổ độ thì phải thực hiện cùng lúc nhân đạo, tức là làm hết cái trách nhiệm của người con người đối với gia đình, là thần đạo là cái trách nhiệm đối với dân tộc, đối với nước non, đối với tổ quốc, và thánh đạo là mang vào cái sứ mạng là xây dựng được cho một cái nền tảng đại đồng trong đời sống của nhân loại, và tiên đạo là bước đến giải thoát tâm linh chính mình, và cuối cùng Phật đạo đó là cái sứ mạng đại thừa cứu độ chúng sanh trong càn khôn vũ trụ, để làm thế nào cho toàn nhân loại chúng sanh thoát khỏi cái vòng luân hồi chuyển kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự hội nhập của tôn giáo Cao Đài chính là cái sự bắt tay cộng tác với các nền tôn giáo trên đường độ dẫn nhân sanh tìm về bến giác, thể hiện qua lời dạy của Đức Lê Đại Tiên. Phân biệt trên hình thức tôn giáo, phân biệt trên giáo điều, không phải
là ngăn cản sự bắt tay cộng tác giữa các tôn giáo. Điều thực sự quan yếu là người tôn giáo phải cương quyết chung hòa cùng nhau trên viễn đồ phục vụ tâm linh và hướng đạo quần sinh. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng tôn giáo Cao Đài là một tôn giáo đã hội nhập với cộng đồng nhân loại. Đại cuộc cứu độ của Đức Cao Đài trong Tâm Thiền Phổ Độ, chúng ta thấy rằng không chỉ nhắm vào cái việc giải thoát tâm linh theo như là cái truyền thống của tôn giáo, mà nó còn tập trung vào cái cứu cánh thứ nhất, đó là thế đạo đại đồng, nhằm hướng dẫn con người đến cái việc chung tay cùng nhau để thiết lập một cái xã hội đại đồng, tức là một cái xã hội không kỳ thị phân chia, nó phù hợp với xu hướng văn minh tiến bộ, là một cảnh giới an lạc, hòa bình, hạnh phúc trần gian và siêu xuất thế gian. Như vậy thì cái xã hội đại đồng nó không có nghĩa là phải xóa bỏ đi những biên cương giữa các quốc gia để mà thống nhất thế giới này thành một cái khối duy nhất, mà nó có ý nghĩa là một cái sự hiệp nhất cái tinh thần nhân loại trong cái sự thấu hiểu về nhân bản là cội nguồn của con người, là thiên tính, là thượng đế tính, và hiểu rộng rãi là tình thương, là đạo đức, là lương tâm con người. Trong đó nó chứa đựng cái sự công bằng, cái sự hiểu biết về cái lẽ phải ở đời. Và những con người nếu sống đúng nhân bản thì sẽ tìm thấy được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc trong tâm hồn mình, đồng thời cũng sẽ giúp cho con người một cái sự tiến bộ về tâm linh, để con người luôn sáng suốt nhận ra, phân biệt cái điều thiện điều ác, biết chọn lựa những cái điều tốt đẹp phù hợp với chân thiện mỹ, và để cho tư duy của mình hiểu biết dừng lại những gì mình có, tức là biết đủ, biết nhàn, biết sống vì mọi người, biết làm những cái điều ích chúng lợi dân, biết sống theo thiên lý, biết bảo vệ môi trường, biết tôn trọng thiên nhiên, tức là đã đạt được cái sự tiến bộ trong cả hai mặt đời sống vật chất và tinh thần, như lời dạy của Đức Cao Triều Phát. Đạo Cao Đài chủ trương hiệp nhất tinh thần nhân loại, cùng tắm chung ánh nắng của trời, cùng thở chung hơi thở của Hóa Công, cùng sống chung sức sống vô tận của Tạo Đoan Thượng Đế, thì chúng ta không có một lý do nào tách rời những sự kiện ấy bằng lối sống riêng tư, mặc dù riêng tư về tinh thần vị kỷ. Như vậy thì để hội nhập được với xã hội nhân loại, tôn giáo Cao Đài không thể tách rời khỏi cuộc sống nhân sinh, mà phải luôn, mà cái cuộc sống nhân sinh đó thì chúng ta thấy rằng nó luôn tiến về phía trước, nhất là hiện nay trong cái hoàn cảnh mà thế giới nhân loại đang sa vào cái thế mất quân bình giữa vật chất và tinh thần. Giữa một bên là cái sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, và một bên là cái sự suy thoái lạc hậu trầm trọng của đạo đức làm người, đã gây nên chúng ta thấy là vô vàn tai họa, đã đưa đến con người ngày nay đến cái chỗ bế tắc và không tìm thấy lối thoát. Và cái mục tiêu thế đạo đại đồng chính là cái đỉnh cao của sự hội nhập toàn nhân loại mà tôn giáo Cao Đài phải vươn tới, với tư cách là một chủ thể cứu thế, dùng giáo lý, dùng cái vốn liếng là giáo lý của thiêng liêng và cái sự rèn luyện thân tâm của những con người giác ngộ, tự nguyện nhận lãnh cái sứ mạng cứu độ thay trời, để mà đầu tư vào cái sự cải tạo thế giới, để chuyển hóa tâm linh con người trở về với cái bản chất nguyên sơ của trời ban phát. Mà muốn được như vậy thì tôn giáo Cao Đài không thể chỉ bày ra những quy điều giới luật của tôn giáo như là cái khuôn vàng thước ngọc để tạo nên cực lạc niết bàn cho nhân loại, hay là ru ngủ nhân loại bằng những cái điều quyển hoặc mang tính thần bí, mà chúng ta thấy tôn giáo Cao Đài phải hội nhập với thời đại bằng trí năng của người thời đại, hội nhập với thời đại bằng ngôn ngữ của người thời đại, như lời dạy của Đức Giáo Tông. Giá trị trí năng phải luôn tiến kịp với thời đại thì mới dẫn dắt và lèo lái thời đại được. Như vậy có nghĩa rằng cái sự hội nhập của tôn giáo Cao Đài phải thích ứng với xu thế toàn cầu hóa ngày nay, và nó phải mở rộng đến tầm vóc nhân loại. Chính vì vậy mà Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã dạy: chư hiền cần làm sáng tỏ, sưu tập kinh điển và văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Đông Tây để khế hợp giữa cơ đạo và văn minh nhân loại.
chính là cái con đường mở ra cho tôn giáo Cao Đài hướng về cộng đồng nhân loại bằng cái phương tiện là văn hóa dân tộc, văn hóa đạo đức, để chỉ cho họ thấy rằng trên cái tình dân tộc, trên cái nghĩa nước non đó còn có một đấng Cao Đài Thượng Đế với một tình thương vô cùng và một cái đức háo sanh vô tận, để mỗi dân tộc tự mình sẽ đổi cái tình dân tộc ra tình nhân loại và nghĩa nước non thành nghĩa đại đồng. Và chúng ta thấy đây là một cái điểm thuận lợi cho cái sự hội nhập thời đại của tôn giáo Cao Đài. Bởi vì văn hóa là cái lĩnh vực mà Việt Nam đã có được những cái giá trị tinh thần, đã được cộng đồng thế giới nhìn nhận là di sản thế giới. Thì mới nhất ở đây thì đó là cái di sản thờ cúng Hùng Vương.